ta là chúa lẽ rằng những cái con rắn khổng lồ của ta hãy mau tới đây tiêu diệt chúng nó cho ta, đừng để chúng nó phải bò ngoài rừng sâu, hiểu chưa? Đây là xác chết từ dưới lòng đất, đây là không còn cái răng nào hết, tí chưa còn răng dính trong mồm răng à. Đây là cái hộp sọ đó nha, không phải con người đâu nữa nha, nghe cho kỹ. Mèo. Đây là con mèo màu vàng, đây là con mèo màu xám, đây là con mèo màu đen, đây là con mèo màu vàng, con mèo màu xám, con mèo màu đen, vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen, trời ơi, quá trời con mèo ấy. Đây là con mèo. Đây là con mèo màu vàng, đây là con mèo màu xám, đây là con mèo màu đen, đây là con mèo màu vàng, con mèo màu xám, con mèo màu đen, vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen, trời ơi, quá trời con mèo ấy. Xin chào các bạn, đây là Ken Ken miệng rộng, miệng không có rộng lắm, nó chỉ rộng tới mang tai thôi, nhìn vậy thôi chứ không có rộng đâu lắm nghe. Đâu có rộng, lâu lâu làm vua một bữa đó mà, nhưng mà không có cái vương miệng, phải làm vẽ cái vương miệng lên, cười lên chiêu chiêu chiêu. Sáng ra đâu có biết làm cái gì đâu, chơi chỉ vui thôi. Đây là nàng công chúa Dư Hấu, nàng công chúa có cái chùm hoa rất là đẹp, nhưng mà Dư Hấu không có biết là Dư Hấu đang đeo cái chùm hoa. Dư Hấu cứ nhìn thẳng thừ, phải sáng ra là thỏ ba phải ăn củ cà rốt, ăn củ cà rốt để mà chăm cho thỏ con. Đây là thỏ con nè, đó thỏ con nhìn thấy ghét chưa, chu há miệng ra. Đó, bây giờ ba sẽ làm con mèo, nhưng mà ba cũng muốn cho Mina làm con mèo nha. Đây Mina là con mèo, yeah, có con mèo nó đậu trên đầu của Mina kìa, lấy nó xuống nhau, miêu 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 miêu, có nhạc nữa. Hi ho hi ya ho ho hi ya hi ya hi da 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 da. Bây giờ có một đầu chùm hoa rất là đẹp đó, nhưng mà ba là con trai đâu có đại hoa được, sang cho Mina nha. Đó Mina là con gái, Mina đội chùm hoa nó mới đẹp. Và sau đây là người chú thỏ, chú thỏ con, chú thỏ dễ thương, Dư Hấu làm chú thỏ dễ thương. Bye bye, chào mấy bạn này, hello bye bye, tèo 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 tèo. Ta đang có một cái mặt nạ rất là huyền bí, có ai nhận ra ta là ai không? Chắc các bé không có nhận ra đâu đúng không? Hi-ya, ha. Dư làm người siêu nhân đua xe mô tô, không ai thấy Dư Hấu hết, ba che hai con mắt của Dư Hấu lại rồi, thì ghê chưa? Đó quả là siêu nhân. Mới sáng xa trang điểm thôi đó mà ảo thuật biến qua biến lại đó, thí chưa thấy hay chưa? Các bạn hãy dùng cái chế độ lọc cho Messenger, đang ở dưới thầm cùng dưới đại dương, muốn thở thì há miệng ra, hết sức rồi. Xung quanh có cá bơi tầm lâm, lâu lâu làm vua một bữa đó mà, nhưng mà không có cái vương miện, phải làm vẽ cái vương miện lên, cười lên chiêu chiêu chiêu. Sáng nào đâu có biết làm cái gì đâu, chơi chỉ vui thôi. Xin chào các bạn, đây là Ken Ken miệng rộng, miệng không có rộng lắm, nó chỉ rộng tới mang tai thôi, nhìn vậy thôi chứ không có rộng đâu lắm nghe. Đâu có rộng. Mèo. Đây là con mèo màu vàng, đây là con mèo màu xám, đây là con mèo màu đen, đây là con mèo màu vàng, con mèo màu xám, con mèo màu đen, vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen, trời ơi, quá trời con mèo ấy. Đây là xác chết từ dưới lòng đất, đây là không còn cái răng nào hết, tí chưa còn răng dính trong mồm răng à. Đây là cái hộp sọ nữa nha, không phải con người đâu nữa nha, nghe cho kỹ.
ta là chúa lễ phòng những cái con rắn khổng lồ của ta. Hãy mau tới đây tiêu diệt chúng nó cho ta. Đừng để chúng nó phải bò ngoài rừng sâu, hiểu chưa? Phải, sáng ra là thỏ ba, phải ăn củ cà rốt, ăn củ cà rốt để mà chăm cho thỏ con. Đây là thỏ con nè, đó thỏ con nhìn thấy ghét chưa? Chu há miệng à. Ha, mới sáng xa trang điểm thôi đó mà ảo thuật biến qua biến lại đó, thí chưa thấy hay chưa? Các bạn hãy dùng cái chế độ lọc cho Messenger. Bây giờ làm người siêu nhân đua xe mô tô, hôm nay thấy gì hấu hết, ba che hai con mắt có gì hấu lại rồi, thấy ghê chưa? Đó quả là siêu nhân. Ta đang có một cái mặt nạ rất là nguyên bí, có ai nhận ra ta là ai không? Chắc các bé không có nhận ra đâu đúng không? Mèo, đây là con mèo màu vàng, đây là con mèo màu xám, đây là con mèo màu đen, đây là con mèo màu vàng, con mèo màu xám, con mèo màu đen, vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen vàng xám đen, trời quá trời con mèo ấy. Xin chào các bạn, đây là kênh miệng rộng, miệng không có rộng lắm, nó chỉ rộng tới mang tay thôi. Nhìn vậy thôi, không có rộng đâu lắm nha. Đâu có rộng. Đây là nàng công chúa dưa hấu. Nàng công chúa có cái chùm hoa rất là đẹp. Nhưng mà dưa hấu không có biết là dưa hấu đang đeo cái chùm hoa. Dưa hấu cứ nhìn thẳng thường.